Xin chào các em, hôm nay cô rất vui vì được gặp các em trong bài học hôm nay. Trước khi vào bài mới, các em hãy quan sát cái hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất thì hiện sự sinh trưởng ở cây đậu. Hình ảnh thứ hai thì hiện sự sinh trưởng ở gà. Và hình ảnh thứ ba nói đến sinh trưởng của vi sinh vật. Thì tiết trước các em đã được học về vi sinh vật. Vi sinh vật thì có kích thước nhỏ và tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Như vậy, vi sinh vật là sinh trưởng và sinh sản như thế nào? Để có thể tìm hiểu rõ, bây giờ chúng ta vào nội dung bài học hôm nay. Chương 2. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Bài 25 và 26. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Nội dung trọng tâm của bài gồm có 3 nội dung. Thứ nhất, khái niệm sinh trưởng. Thứ hai, sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Và thứ ba, sinh sản của vi sinh vật. Trước hết, chúng ta tìm hiểu phần một là mạng, khái niệm sinh trưởng. Các em quan sát đoạn phim về sự sinh trưởng của vi khuẩn và nhận xét gì về kích thước của vi sinh vật và số lượng tế bào của vi sinh vật trong đoạn phim này. Thì quan sát đoạn phim, chúng ta có thể thấy rằng kích thước của vi sinh vật thì nhỏ bé và số lượng tế bào của vi sinh vật thì tăng lên rất nhanh. Và quá trình này được gọi là sinh trưởng của vi sinh vật. Vậy thế nào là sinh trưởng của vi sinh vật? Như vậy các em có thể rút ra khái niệm một nhỏ khái niệm. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể. Quay lại các hình ảnh. Hình thứ nhất đó là sự sinh trưởng ở đại diện cho thực vật. Đây là sự sinh trưởng đại diện ở thực động vật. Và đây là hình ảnh nói đến vi sinh vật. Như vậy, sinh trưởng của quần thể vi sinh vật nó khác với sinh trưởng ở sinh vật bậc cao như thế nào? Thì khi nghiên cứu sinh trưởng của sinh vật bậc cao, người ta thường nghiên cứu ở cấp độ cá thể. Ví dụ ở đây là một cây hay là một con. Còn đối với vi sinh vật, thì bởi vì vi sinh vật nó có kích thước mà nó quá nhỏ, không thể quan sát bằng mắt thường và tốc độ phân chia nhanh, sự tăng kích thước cũng rất nhanh. Vì vậy, khi người ta nghiên cứu sự sinh trưởng, thì người ta nghiên cứu sinh trưởng của vi sinh vật ở cấp độ là quần thể. Đây là hình ảnh nói đến vi khuẩn E. coli. Em có nhận xét gì về số lượng tế bào của vi khuẩn E. coli cứ sau 20 phút? Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng cứ sau 20 phút, số lượng tế bào trong quần thể vi E. coli nó tăng lên gấp đôi. Ban đầu là 4 tế bào, tạo ra là 8 tế bào. Rồi sau 20 phút, tạo ra 16 tế bào. Như vậy, 20 phút này, người ta gọi là thời gian thể hệ. Vậy, thế nào là thời gian thể hệ? Như vậy thời gian thể hệ nghĩa là thời gian mà từ khi sinh ra tế bào cho đến khi tế bào này nó tăng lên gấp đôi, đó được gọi là thời gian thể hệ. Bây giờ chúng ta có thể chốt lại kiến thức. Hai nhỏ thời gian thể hệ. Thời gian thể hệ ký hiệu là G là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể đó tăng lên gấp đôi. Như vậy, theo các em, liệu các cái vi sinh vật mà khác nhau thì thời gian thể hệ có giống nhau hay không? Chúng ta biết rằng là thời gian thể hệ nó sẽ thay đổi tùy loài vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy. Sau đây là một số hình ảnh ví dụ về thời gian thể hệ. Đây là vi khuẩn E. coli thì thời gian thể hệ của nó là 20 phút. Đối với vi khuẩn lắc tích thì thời gian thể hệ là 100 phút. Còn đối với nấm mốc thì thời gian thể hệ là 4 đến 12 giờ. Còn đối với vi khuẩn lao thì thời gian thể hệ là 1.000 phút. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là thời gian thể hệ nó thay đổi tùy loài vi sinh vật. Các em theo dõi cho cô bạn sau. Nội dung bạn này ở trong sách giáo khoa nó cũng có.
Và bảng này chính là bảng theo dõi sự biến đổi số lượng tế bào của quần thể vi khuẩn E. coli trong 2 giờ ở điều kiện thích hợp. Như vậy giả sử thời gian ở đây là 120 phút. Nếu như thời gian ví dụ như chúng ta cho 3 ngày hay 4 ngày hay 5 ngày thì số tế bào trong quần thể là bao nhiêu? Như vậy sau thời gian thể hệ thì số tế bào trong quần thể vi sinh vật biến đổi như thế nào? Và để có thể tìm hiểu số lượng tế bào sau thời gian T là tạo ra bao nhiêu thì chúng ta cùng nhau thiết lập công thức như sau. Nếu ban đầu cô xét một tế bào thì các em thấy rằng cứ một lần phân chia thì tạo ra hai tế bào và hai này chúng ta tạm sẽ bằng 2 mũ 1. Nếu hai lần phân chia thì tạo ra 4 tế bào, như vậy 4 này sẽ bằng là 2 mũ 2. Và nếu 3 lần phân chia thì tạo ra 8 tế bào và 8 này sẽ bằng 2 mũ 3. Như vậy các em nhẩm nếu n lần phân chia thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào? Chính là 2 mũ n tế bào. Như vậy ban đầu cô xét một tế bào. Nếu như ban đầu không phải là một tế bào mà là n0 tế bào thì sau n lần phân chia nó sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào thì chúng ta sẽ lấy n0 nhân vào cho số tế bào này, được chưa? Chính là công thức của nó là n0 nhân 2 mũ n. Như vậy đây chính là công thức mà tính số lượng tế bào sau thời gian T. Bây giờ chúng ta có thể chốt lại kiến thức như sau. Phần 3 nhỏ công thức. Thì công thức đầu tiên chính là công thức tính số lần phân chia. Và công thức n nhỏ sẽ bằng t chia cho g. Trong đó n nhỏ chính là số lần phân chia. T là thời gian sau n lần phân chia. Và g là thời gian thể hệ. Như vậy từ đó chúng ta có thể rút ra được công thức tính số tế bào của quần thể sau n lần phân chia. Chính là nt bằng n0 nhân 2 mũ n. Trong đó nt chính là số tế bào sau n lần phân chia và n0 chính là số tế bào ban đầu. Và để có thể nắm rõ công thức thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm một ví dụ nhỏ sau. Ví dụ, nếu số lượng tế bào vi khuẩn E. coli ban đầu là 10 mũ 5 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào của quần thể là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cùng nhau giải. Thì trước hết chúng ta phải tính số lần phân chia. Thì các em áp dụng công thức n sẽ bằng t chia g. T này chính là thời gian. Theo đề bài cho thì người ta cho là 2 giờ. Chúng ta đổi ra 120 phút. G chính là thời gian thể hệ. Và thời gian thể hệ đối với vi khuẩn E. coli chính là 20 phút. Và chúng ta chia ra là được 6 lần. Từ đó chúng ta sẽ áp dụng công thức để tính số lượng tế bào của quần thể. Chính là công thức nt bằng n0 nhân 2 mũ n. N0 nghĩa là số lượng tế bào ban đầu. Và theo bài thì người ta cho là 10 mũ 5 tế bào. Và chúng ta áp dụng công thức để tính được số tế bào. Như vậy, các em có thể thấy rằng sau 2 giờ thì số lượng vi khuẩn E. coli là tăng rất nhanh. Như vậy trên thực tế thì các em thấy rằng là một số bệnh mà liên quan đến vi khuẩn thì các em thấy nó đến rất nhanh, đặc biệt là các cái bệnh liên quan đến đường ruột. Chúng ta thấy rằng bệnh đến rất nhanh là do vi khuẩn nó sinh trưởng và sinh sản rất nhanh, đặc biệt là ở ruột, bởi vì ruột là nó được cung cấp chất dinh dưỡng một cách liên tục. Khi chúng ta ăn vào thì nó được cung cấp chất dinh dưỡng. Và chính vì nó cung cấp chất dinh dưỡng liên tục thì nó sẽ giúp cho vi sinh vật nó sinh trưởng rất nhanh. Như vậy, muốn vi sinh vật mà sinh trưởng thì cần phải có môi trường cho chúng sống. Và để tìm hiểu rõ môi trường của vi sinh vật nó sống như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung phần 2 là mạng. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Trước hết, các em quan sát hình ảnh. Ở đây là hình ảnh quả cam, nó bị móc. Thì ban đầu chúng ta thấy rằng là vị trí móc nó xảy ra rất nhỏ. Nhưng dần dần về sau thì như thế nào? Nó lan rộng ra. Này. Như vậy ban đầu ở đây vị trí nó móc nó diễn ra nhỏ. Nhưng về sau nó lan rộng hết.
và môi trường ở trên quả cam cho nó mọc sinh trưởng này, thì môi trường này được gọi là môi trường nuôi cấy không liên tục ở ngoài tự nhiên. Như vậy, để tìm hiểu kỹ môi trường nuôi cấy không liên tục là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thí nghiệm sau. Ở đây cô có một cái bình nuôi cấy, và trong bình này ban đầu cô sẽ cho chất dinh dưỡng vào này, sau đó cô đưa vào đây cả cái vi khuẩn, rồi chúng ta nuôi cấy, chúng ta đầy ống lại, và cái bình này chính là nuôi cấy vi khuẩn. Như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mới ban đầu thôi, sau đó chúng ta để như vậy và chúng ta nuôi cấy, và quá trình này được gọi là nuôi cấy không liên tục. Như vậy chúng ta có thể rút ra khái niệm thế nào là nuôi cấy không liên tục. Phần một nhỏ nuôi cấy không liên tục, a nhỏ khái niệm. Như vậy chúng ta có thể nêu ra khái niệm như sau: môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không lấy đi các cái sản phẩm trong quá trình chuyển hóa. Như các em thấy rằng này, cái bình ban đầu cô đưa chất dinh dưỡng mới vào ban đầu thôi, sau đó trong quá trình nuôi cấy thì chúng ta để như vậy và chúng ta không bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới vào, và trong quá trình nuôi cấy thì nó tạo ra các cái sản phẩm, các cái chất thải trong quá trình chuyển hóa, thì ở đây chúng ta cũng không lấy ra. Vì vậy cái quá trình nuôi cấy này được gọi là nuôi cấy không liên tục. Và đối với nuôi cấy không liên tục thì nó có đặc điểm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung phần B nhỏ đặc điểm. Thì ở đây đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục thì chúng ta thấy rằng là đặc điểm của nó là gồm 4 pha theo cái đường cong này. Pha đầu tiên đó là pha tiềm phát, tiếp theo là pha lũy thừa, tiếp theo là pha cân bằng, và cuối cùng là pha suy vọng. Và để tìm hiểu đặc điểm của 4 pha thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu pha đầu tiên, chính là pha tiềm phát. Đối với pha tiềm phát thì theo dõi đồ thị chúng ta có thể thấy rằng này, đây là thời gian mà tính từ khi chúng ta đưa vi khuẩn được cấy vào bình cho đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng. Thì trong pha này thì vi khuẩn nó phải thích ứng với cái môi trường ban đầu, và lúc này nó sẽ tạo ra enzyme cảm ứng để mà được hình thành lúc này để phân giải cơ chất. Do đó chúng ta thấy rằng là đồ thị biểu diễn nó nằm ngang, nghĩa là số lượng tế bào trong quần thể lúc này là chưa tăng. Đó chính là đặc điểm của pha tiềm phát. Kết thúc pha tiềm phát thì nó diễn đến pha lũy thừa. Thì như các em thấy rằng là đồ thị pha lũy thừa nó cho thấy rằng là quá trình trao đổi chất nó lúc này nó diễn ra mạnh mẽ, và tốc độ sinh trưởng nó cũng đạt cực đại, nó tăng lên. Các em thấy như vậy, đặc điểm của pha này thì số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh. Này, đồ thị nó đi lên, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh. Kết thúc pha lũy thừa thì quả nó tiếp theo đó là pha cân bằng. Trong pha cân bằng thì các em thấy rằng là tốc độ sinh trưởng lúc này nó nằm ngang. Như vậy tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật dần dần nó sẽ giảm, và cũng như quá trình trao đổi chất. Và như vậy các em thấy rằng là lúc này pha cân bằng sẽ là pha mà số lượng tế bào trong quần thể nó sẽ đạt đến mức cực đại và không đổi theo thời gian. Không đổi theo thời gian nghĩa là số lượng tế bào trong pha cân bằng này, số lượng tế bào chết đi nó sẽ bằng với số lượng tế bào tạo ra. Đó là đặc điểm của pha cân bằng. Và kết thúc pha cân bằng thì nó chuyển qua pha cuối cùng, chính là pha suy vọng. Các em dựa vào đồ thị các em thấy rằng pha suy vọng nó thể hiện ở đây là số lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần. Vì sao số lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần? Lúc này pha suy vong nó đi xuống. Bởi vì như ban đầu chúng ta biết, nuôi cấy không liên tục là quá trình nuôi cấy mà không được bổ sung chất dinh dưỡng mới. Như vậy chúng ta nuôi cấy trong suốt thời gian nhưng chúng ta không bổ sung chất dinh dưỡng mới. Vì vậy đến dần về sau thì chất dinh dưỡng lúc này là bắt đầu càng kiệt. Và quá trình nuôi cấy này chúng ta cũng không lấy đi cả cái chất thải trong quá trình
chuyển hóa. Vì vậy chất thải thì trong pha suy vong nó tồn tại rất nhiều, mà chất dưỡng thì lại càng kiệt. Vì vậy số lượng tế bào sống nó sẽ giảm dần, còn số lượng tế bào chết thì lại tăng lên. Như vậy theo đồ thị chúng ta thấy rằng pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong. Nếu như mà chúng ta nuôi cấy vi sinh vật thì để thu được số lượng vi sinh vật tối đa, người ta dừng lại ở pha nào trong bốn pha này? Thì dựa vào đồ thị chúng ta có thể thấy rằng nếu thu được số lượng tế bào tối đa thì chúng ta dừng lại ở pha cân bằng. Và cụ thể ở mục đầu mục này chính là cuối pha lũy thừa và đầu pha cân bằng. Lúc này thì số lượng tế bào đã đạt cực đại và không đổi theo thời gian, vì vậy người ta dừng lại ở mốc này để người ta thu được số lượng tối đa. Như vậy các em thấy rằng đối với nuôi cấy không liên tục thì nó xảy ra hiện tượng suy vong. Như vậy để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì người ta cần phải làm gì? Và chúng ta có thể thấy rằng nếu để không xảy ra pha suy vong thì chúng ta cần phải bổ sung thường xuyên các cái chất dinh dưỡng và cũng lấy đi các cái dịch nuôi cấy, các cái sản phẩm chuyển hóa trong quá trình nuôi cấy, và cái công việc đó được gọi là nuôi cấy liên tục. Như vậy thế nào là nuôi cấy liên tục? Thì bây giờ chúng ta vào phần hai nhỏ nuôi cấy liên tục. Đối với khái niệm thì các em quay lại thí nghiệm và chúng ta quan sát hình ảnh cô mô tả lại cái thí nghiệm như sau. Ở đây cái bên này được gọi là bình nuôi vi sinh vật, vi khuẩn. Trong bình này người ta có gắn phía trên này là môi trường dinh dưỡng, như là người ta cung cấp thường xuyên các cái chất dinh dưỡng. Còn dưới này, bên dưới là có một cái đường ống dẫn ra, chính là dịch nuôi cấy, nghĩa là các cái sản phẩm trong quá trình nuôi cấy được lấy ra. Như vậy, ở đây là thường xuyên cung cấp chất dinh dưỡng mới và cũng lấy đi các cái sản phẩm trong quá trình chuyển hóa. Và việc làm này được gọi là nuôi cấy liên tục. Như vậy chúng ta có thể khái niệm nuôi cấy liên tục là nuôi cấy mà thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới. Và thứ hai đó là loại bỏ không ngừng các cái chất thải trong quá trình nuôi cấy. Như vậy nuôi cấy liên tục nó có các cái ứng dụng như sau. Đó là sản xuất sinh khối để thu nhận các cái protein đơn bào, hay là tạo các cái hợp chất mà có hoạt tính sinh học. Và sau đây là một số hình ảnh ứng dụng. Người ta sử dụng vi khuẩn lam hình xoắn để sản xuất các cái protein đơn bào, hay là người ta sử dụng nấm để sản xuất thuốc kháng sinh penicillin, hoặc là ứng dụng khác trong lĩnh vực sản xuất bia, hay là sản xuất rượu, hoặc là người ta ứng dụng trong sản xuất tương, hay là sản xuất nước mắm. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được quá trình sinh trưởng của vi sinh vật. Còn quá trình sinh sản của vi sinh vật là được hình thức sinh sản bằng hình thức nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung ba la mã sinh sản của vi sinh vật. Phần này cô chỉ giới thiệu sơ qua về các cái hình thức sinh sản của vi sinh vật, còn nội dung còn lại các em cố gắng tìm hiểu thêm ở sách giáo khoa. Phần sinh sản của vi sinh vật thì nó chia làm hai phần. Thứ nhất là sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và sinh sản của vi sinh vật nhân thực. Đối với sinh sản vi sinh vật nhân sơ thì nó gồm có ba hình thức. Thứ nhất là phân đôi, thứ hai là nảy chồi và thứ ba là tạo thành bào tử. Và trong ba hình thức này thì đối với vi khuẩn thì nó sẽ hình thức sinh sản chủ yếu của nó chính là phân đôi. Còn đối với tạo thành bào tử thì nó có ngoài bào tử và bào tử đục. Còn đối với sinh sản của vi sinh vật nhân thực thì nó cũng gồm có ba hình thức. Thứ nhất đó là băng bào tử, thứ hai là nảy chồi và thứ ba là phân đôi. Đối với băng bào tử thì người ta chia làm hai nhóm, đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Đối với sinh sản vô tính thì nó bằng bào tử kín hoặc là bằng bào tử trần. Ngoài ra, đây là một số các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và nhân thực. Ngoài ra các em cần về nhà tìm hiểu thêm sách giáo khoa về các cái ví dụ liên quan đến các hình thức sinh sản này. Sau đây cô đưa ra một số hình ảnh ví dụ. Sinh sản vi sinh vật nhân sơ.
ví dụ như là phân đối, hay là nảy chồi, hay là bào tử đục ở sạc khuẩn. Còn hình ảnh liên quan đến sinh sản của vi sinh vật nhân thực. Ở đây là sinh sản vô tình bằng bào tử kín ở nấm mốc trắng. Hay là sinh sản vô tình bằng bao tử trần ở nấm mốc tương. Hoặc là hình ảnh khác. Ở đây là hiện tượng nảy chồi ở nấm men. Hay là phân đôi ở trung đế dài. Và bằng cách ví dụ như là bao tử, ở đây là bao tử chuyển động. Hay là sự tiếp hợp ở trung đế dài. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được quá trình sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Thì để có thể nắm rõ lại nội dung bài học, thì bây giờ chúng ta vào nội dung luyện tập. Ở phần luyện tập cô có 5 câu hỏi trắc nghiệm để giúp các em nhớ lại nội dung bài học. Câu hỏi thứ nhất: thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng lên gấp đôi được gọi là A. Thời gian một thế hệ, B. Thời gian sinh trưởng, C. Thời gian sinh trưởng và phát triển, và D. là thời gian tiền phát. Như vậy chúng ta có thể đưa ra đáp án cuối cùng chính là thời gian một thế hệ. Câu 2: quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng gồm các pha theo trình tự A. pha tiền phát, pha lũy thừa, pha suy vong, pha cân bằng, B. pha tiền phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong, C. pha cân bằng, pha tiền phát, pha suy vong và pha lũy thừa, D. pha tiền phát, pha suy vong, pha lũy thừa và pha cân bằng. Như vậy đáp án cuối cùng chính là đáp án B. pha tiền phát, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha suy vong. Câu 3: trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha nào? A. pha tiền phát, B. pha lũy thừa, C. pha cân bằng và D. là pha suy vong. Đáp án chính xác chính là pha cân bằng. Câu 4: đặc điểm số lượng tế bào ở pha suy vong trong quần thể không liên tục là A. số tế bào đạt cực đại, B. số tế bào sống giảm dần, C. số tế bào tăng lên rất nhanh và D. số tế bào chưa tăng. Và đáp án chính xác chính là B. số tế bào sống giảm dần. Câu 5: trong môi trường nuôi cấy vi sinh vật có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở A. pha suy vong, B. pha cân bằng, C. pha tiền phát và D. là pha lũy thừa. Và đáp án cuối cùng chính là pha lũy thừa. Như vậy chúng ta đã luyện tập 5 câu hỏi trắc nghiệm. Sau đây là phần vận dụng. Thì phần vận dụng cô có 2 vấn đề và các em về nhà cần phải giải thích và làm bài tập vào. Vấn đề đầu tiên đó là vấn đề về giải thích. Câu 1: dạ dày và ruột của người là môi trường sống của rất nhiều vi sinh vật. Theo em, đó là môi trường nuôi cấy liên tục hay không liên tục đối với chúng? Tại sao? Câu 2: vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiêm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này? Và câu 3: vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục, hiện tượng này không xảy ra? Và vấn đề thứ hai là liên quan đến bài tập. Thì ở đây có 3 bài. Câu thứ 1, đó là ở vi khuẩn lắc tích trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì thời gian thể hệ là 100 phút, thì số lượng tế bào vi khuẩn lắc tích tạo ra sau 20 giờ là bao nhiêu? Câu 2, trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả là 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu. Và câu 3, số lượng tế bào tạo ra từ 8 vi khuẩn E. coli đều phân bào 4 lần là bao nhiêu? Như vậy đó là 2 vấn đề chúng ta cần phải về nhà làm vào. Như vậy bài tập về nhà thì các em cần phải trả lời 2 vấn đề trên, một vấn đề liên quan đến giải thích và vấn đề liên quan đến bài tập. Ngoài ra các em cần phải đọc thêm mục em có biết và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo. Thì trên đây là toàn bộ nội dung bài học hôm nay. Chúc các em làm bài tốt, học tốt và hẹn gặp lại các em vào tiết sau. Các em